Xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các anh, chị và cô chú video ăn cua, ghẹ đã nhiều. Bạn đã biết lợi ích sức khỏe từ thịt cua, ghẹ chưa? Cua, ghẹ là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng ít ai biết được về lợi ích của thịt cua ghẹ đối với sức khỏe. Hãy cùng kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của thịt cua ghẹ và lợi ích của loại thức ăn dinh dưỡng này nhé. Thịt cua ghẹ là phần thịt tại bộ phận thân và càn của con cua. Ghẹ phổ biến nhất là cua và ghẹ biển, đa phần được lấy từ cua và ghẹ thịt, bởi loại này cung cấp nhiều thịt hơn so với những loại khác. Vậy thịt cua ghẹ có tác dụng gì đối với sức khỏe? Một, các dưỡng chất có trong thịt cua. Cua ghẹ là động vật thủy sinh, có ở nước mặn và nước ngọt. Chúng có nhiều dưỡng chất như protein, chất béo, chất khoáng cùng những loại vitamin khác. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Cụ thể, theo Sức khỏe và đời sống, hàm lượng protein có trong thịt cua, ghẹ cao hơn so với những loại thịt hoặc cá khác. Lượng protein cao nhưng lại rất dễ tiêu hóa. Trung bình 100g thịt cua sẽ chứa khoảng 12-3g protein, 3-3g lipid, 5-0-4-0g canxi, 430mg phospho, 4,7mg sắt. Bên cạnh đó còn có lượng vitamin B1, B2, PP, B6. Lượng cholesterol dao động từ 30-56mg 1kg. Điều đặc biệt, thịt cua lại chứa rất ít hàm lượng thủy ngân. Điều này rất tốt và có lợi cho sức khỏe người dùng. Ngoài ra, thịt cua còn chứa nhiều đồng, kẽm, sắt, omega 3, hai lợi ích và tác dụng của thịt cua ghẹ đối với sức khỏe. Nhờ có hàm lượng dưỡng chất cao, thịt cua ghẹ xứng đáng là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Có thể kể đến những lợi của chúng như phòng và điều trị bệnh thiếu máu. Với lượng vitamin B12 và chất sắt có trong thịt cua, chúng giúp cơ thể sản xuất ra các tế bào hồng cầu. Nhờ đó có thể ngăn ngừa và chữa trị được chứng bệnh thiếu máu hiệu quả, giảm lượng mỡ trong máu. Trong thịt cua, ghẹ chứa nhiều chất khoáng, axit béo omega 3, magie có khả năng làm giảm lượng mỡ thừa có trong máu, đồng thời giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh về nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển cơ bắp, lượng protein có trong thịt cua, ghẹ nhiều hơn so với các loại cá và thịt khác. Do đó bạn có thể bổ sung cho cơ thể lượng protein cần thiết có trong thịt cua. Chúng giúp cơ bắp phát triển, giúp cho tóc, móng tay và làn da luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Phát triển của não bộ và tim mạch. Omega 3 có trong cua, ghẹ sẽ là dưỡng chất giúp não bộ và tim mạch phát triển. Đồng thời, chúng cung cấp hàm lượng chất béo bão hòa thấp, cung cấp lượng lớn vitamin và khoáng chất, đặc biệt là selen, phòng ngừa bệnh viêm khớp. Trong thịt cua có chất selen, đóng vai trò như chất chống oxy hóa, nhằm ngừa các bệnh về viêm khớp. Đồng thời, chúng còn dùng để chữa trị những vết bầm dập, trật khớp, ứ huyết hoặc gãy xương khá hiệu quả. Ngoài ra, thịt cua còn có khả năng phòng bệnh loãng xương, giúp giảm cân, ngừa mụn, giảm thiểu cholesterol, điều chỉnh huyết áp. Tốt cho phụ nữ mang thai và người lớn tuổi mắc các chứng bệnh về huyết áp, tim mạch. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 3. Ăn cua, ghẹ bao nhiêu là đủ? Tác hại khi ăn nhiều. Cua, ghẹ tuy có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nhưng cần ăn với lượng hợp lý, khoảng 1-2 con cua là tốt nhất. Nếu ăn quá nhiều cua, ghẹ sẽ gây ra nhiều tác hại. Nguy hiểm, ăn nhiều cua, ghẹ gây ngộ độc. Những con cua, ghẹ sống ở vùng nước bị ô nhiễm thì rất dễ tích tụ lại trên cơ thể chúng nhiều chất độc khác nhau. Hai chất độc phổ biến thường gặp trên cua, ghẹ là dioxin và PBS, gây phát ban ở da, suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn thần kinh, làm tổn thương gan, làm tăng nguy cơ ung thư. Ăn nhiều cua, ghẹ gây dị ứng. Cua,
ghẹ là một trong các hải sản có khả năng gây dị ứng cao. Nếu ăn nhiều cua, ghẹ quá hoặc với người mẫn cảm với hải sản sẽ dẫn đến dị ứng gây ra một số biểu hiện như mề đay, ngứa ngáy toàn thân, nôn nao, đau đầu, chóng mặt và thậm chí gây khó thở. Ăn nhiều cua, ghẹ gây nhiễm khuẩn. Khi ăn cua, ghẹ không còn tươi sống hoặc chế biến không đúng cách có thể gây ngộ độc do một số vi khuẩn gây ra như khuẩn cầu trùng, khuẩn, dấu phẩy. Ăn nhiều cua, ghẹ gây khó tiêu. Cua, ghẹ có tính hàn mạnh, vì thế nếu ăn nhiều sẽ bị lạnh bụng, đau bụng, trường hợp nặng có thể dẫn đến tiêu chảy. 4. Những người nào không nên ăn cua. Mặc dù thịt cua, ghẹ rất tốt, nhưng những đối tượng sau được khuyến cáo là không nên ăn. Người bị bệnh gu, bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay. Và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này, để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Với người có bệnh này thì khi ăn cua, ghẹ sẽ làm tăng lượng axit uric trong máu, làm tăng quá trình lắng đọng các thể purin ở khớp, gây đau nhức xương khớp. Người mắc bệnh về thận, trong thịt cua, ghẹ có hàm lượng natri cao. Nếu ăn nhiều cua, ghẹ ở người mắc các bệnh về thận khiến bệnh nặng hơn do hàm lượng natri tăng cao. Người mắc bệnh về gan, hàm lượng protein trong thịt cua, ghẹ cao hơn nhiều so với thịt, cá. Hàm lượng khoáng đồng dồi dào sẽ phá hủy các tế bào gan khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Với người mắc bệnh về gan nên ăn các thực phẩm thanh đạm sẽ tốt hơn. Người mẫn cảm với hải sản, cua, ghẹ gây dị ứng cao. Vì vậy người mẫn cảm với hải sản tuyệt đối không được ăn, dù là một lượng nhỏ cũng có thể gây ngứa, mề đay, nôn mửa. Trên đây là một số thông tin về tác dụng của thịt cua đối với sức khỏe. Hy vọng sau khi biết được những thông tin này, chúng ta sẽ bổ sung thịt cua vào thực đơn hàng ngày một cách phù hợp để tốt cho sức khỏe cả gia đình nhé. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay. Và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này, để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Phân biệt một số loại ghẹ phổ biến ngoài chợ. Chị em cần biết những cách phân biệt một số loại ghẹ phổ biến hiện nay để lựa chọn tốt hơn cho bữa ăn của gia đình. Ghẹ là món ăn bổ dưỡng và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, giá của chúng không hề rẻ và ghẹ còn khá nhiều loại nên chị em thường băn khoăn không biết chọn loại nào. Một cách nhận biết ghẹ đỏ. Ghẹ đỏ là loại đặc sản nổi tiếng ở các vùng biển Việt Nam, còn được gọi là ghẹ hoa. Đúng như tên gọi của nó, loài ghẹ có màu đỏ và trên thân thường có 3 chấm tròn với hình chữ thập ở lưng. Ghẹ đỏ thường có trọng lượng lớn hơn ghẹ xanh. Khi vào mùa, 1 kg ghẹ đỏ có khoảng 3-4 con, còn bình thường thì đạt khoảng 5-6 con 1 kg. Thịt ghẹ đỏ không chỉ chắc, ngọt mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, kẽm, protein. Giá thành của loại ghẹ này cũng rất phải chăng, chỉ tầm 3. Cách nhận biết ghẹ 3 chấm. Ghẹ mặt trăng. Đúng với tên gọi, ghẹ 3 chấm có 3 chấm tròn trên mai. Kích thước ghẹ khá nhỏ, tầm khoảng 6 con 1 kg, có thịt không nhiều, thích hợp làm những món như hấp bia ăn rất ngon. Nhưng vì thịt ghẹ không nhiều cũng như thịt không được ngọt bằng nên giá ghẹ cũng khá rẻ so với các loại ghẹ trên, chỉ tầm khoảng 200 kg. Ghẹ đã được chứng minh là hải sản bổ dưỡng cho cơ thể và có thể dùng để làm nhiều món ăn như rang me, hấp. Trên đây là thông tin về 3 loại ghẹ. 3. Cách nhận biết ghẹ 3 chấm. Ghẹ mặt trăng. Đúng với tên gọi, ghẹ 3 chấm có 3 chấm tròn trên mai. Kích thước ghẹ khá nhỏ, tầm khoảng 6 con 1 kg, có thịt không nhiều, thích hợp làm những món như hấp bia ăn rất ngon. Nhưng vì thịt ghẹ không nhiều cũng như thịt không được ngọt bằng nên giá ghẹ cũng khá rẻ so với các loại ghẹ trên, chỉ tầm khoảng 200 kg. Ghẹ đã được chứng minh là hải sản bổ dưỡng cho cơ thể và có thể dùng để làm nhiều món ăn như rang me, hấp. Trên đây là thông tin về 3 loại ghẹ. Thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển cơ bắp, lượng protein có trong thịt cua, ghẹ nhiều hơn so với các loại cá và thịt khác. Do đó bạn có thể bổ sung cho cơ thể lượng protein cần thiết có trong thịt cua. Chúng giúp cơ bắp phát triển, giúp cho tóc, móng tay và làn da luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay. Và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này, để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Phát triển của não bộ và tim mạch. Omega 3 có trong cua, ghẹ sẽ là dưỡng chất giúp não bộ và tim mạch phát triển. Đồng thời, chúng cung cấp hàm lượng chất béo bão hòa thấp,
cung cấp lượng lớn vitamin và khoáng chất, đặc biệt là selen, phòng ngừa bệnh viêm khớp. Trong thịt cua có chất selen đóng vai trò như chất chống oxy hóa, nhằm ngừa các bệnh về viêm khớp. Đồng thời, chúng còn dùng để chữa trị những vết bầm dập, trật khớp, ứ huyết hoặc gãy xương khá hiệu quả. Ngoài ra, thịt cua còn có khả năng phòng bệnh loãng xương, giúp giảm cân, ngừa mụn, giảm thiểu cholesterol, điều chỉnh huyết áp. Tốt cho phụ nữ mang thai và người lớn tuổi mắc các chứng bệnh về huyết áp, tim mạch. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay. Và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 3. Ăn cua, ghẹ bao nhiêu là đủ? Tác hại khi ăn nhiều cua, ghẹ tuy có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nhưng cần ăn với lượng hợp lý, khoảng 1-2 con cua là tốt nhất. Nếu ăn quá nhiều cua, ghẹ sẽ gây ra nhiều tác hại. Nguy hiểm, ăn nhiều cua, ghẹ gây ngộ độc. Những con cua, ghẹ sống ở vùng nước bị ô nhiễm thì rất dễ tích tụ lại trên cơ thể chúng nhiều chất độc khác nhau. Hai chất độc phổ biến thường gặp trên cua, ghẹ là dioxin và PBS, gây phát ban ở da, suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn thần kinh, làm tổn thương gan, làm tăng nguy cơ ung thư. Ăn nhiều cua, ghẹ gây dị ứng. Cua, ghẹ là một trong các hải sản có khả năng gây dị ứng cao. Nếu ăn nhiều cua, ghẹ quá hoặc với người mẫn cảm với hải sản sẽ dẫn đến dị ứng, gây ra một số biểu hiện như mề đay, ngứa ngáy toàn thân, nôn nao, đau đầu, chóng mặt và thậm chí gây khó thở. Ăn nhiều cua, ghẹ gây nhiễm khuẩn. Khi ăn cua, ghẹ không còn tươi sống hoặc chế biến không đúng cách có thể gây ngộ độc do một số vi khuẩn gây ra như khuẩn cầu trùng, khuẩn dấu phẩy. Ăn nhiều cua, ghẹ gây khó tiêu. Cua, ghẹ có tính hàn mạnh, vì thế nếu ăn nhiều sẽ bị lạnh bụng, đau bụng, trường hợp nặng có thể dẫn đến tiêu chảy. 4. Những người nào không nên ăn cua. Mặc dù thịt cua, ghẹ rất tốt, nhưng những đối tượng sau được khuyến cáo là không nên ăn. Người bị bệnh gu. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay. Và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Với người có bệnh này thì khi ăn cua, ghẹ sẽ làm tăng lượng axit uric trong máu, làm tăng quá trình lắng đọng các thể purin ở khớp, gây đau nhức xương khớp. Người mắc bệnh về thận, trong thịt cua, ghẹ có hàm lượng natri cao. Nếu ăn nhiều cua, ghẹ ở người mắc các bệnh về thận khiến bệnh nặng hơn do hàm lượng natri tăng cao. Người mắc bệnh về gan, hàm lượng protein trong thịt cua, ghẹ cao hơn nhiều so với thịt, cá. Hàm lượng khoáng đồng dồi dào sẽ phá hủy các tế bào gan khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Với người mắc bệnh về gan nên ăn các thực phẩm thanh đạm sẽ tốt hơn. Người mẫn cảm với hải sản, cua, ghẹ gây dị ứng cao. Vì vậy người mẫn cảm với hải sản tuyệt đối không được ăn, dù là một lượng nhỏ cũng có thể gây ngứa, mề đay, nôn mửa. Trên đây là một số thông tin về tác dụng của thịt cua đối với sức khỏe. Hy vọng sau khi biết được những thông tin này, chúng ta sẽ bổ sung thịt cua vào thực đơn hàng ngày một cách phù hợp để tốt cho sức khỏe cả gia đình nhé. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay. Và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Phân biệt một số loại ghẹ phổ biến ngoài chợ. Chị em cần biết những cách phân biệt một số loại ghẹ phổ biến hiện nay để lựa chọn tốt hơn cho bữa ăn của gia đình. Ghẹ là món ăn bổ dưỡng và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, giá của chúng không hề rẻ và ghẹ còn khá nhiều loại nên chị em thường băn khoăn không biết chọn loại nào. Một cách nhận biết ghẹ đỏ. Ghẹ đỏ là loại đặc sản nổi tiếng ở các vùng biển Việt Nam, còn được gọi là ghẹ hoa. Đúng như tên gọi của nó, loài ghẹ có màu đỏ và trên thân thường có 3 chấm tròn với hình chữ thập ở lưng. Ghẹ đỏ thường có trọng lượng lớn hơn ghẹ xanh. Khi vào mùa, 1 kg ghẹ đỏ có khoảng 3-4 con, còn bình thường thì đạt khoảng 5-6 con 1 kg. Thịt ghẹ đỏ không chỉ chắc, ngọt mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, kẽm, protein. Giá thành của loại ghẹ này cũng rất phải chăng, chỉ tầm 3. Cách nhận biết ghẹ 3 chấm. Ghẹ mặt trăng, đúng với tên gọi, ghẹ 3 chấm có 3 chấm tròn trên mai. Kích thước ghẹ khá nhỏ, tầm khoảng 6 con 1 kg, có thịt không nhiều, thích hợp làm những món như hấp bia ăn rất ngon. Nhưng vì thịt ghẹ không nhiều cũng như thịt không được ngọt bằng nên giá ghẹ cũng khá rẻ so với các loại ghẹ trên, chỉ tầm khoảng 200.000 kg.
ghẹ đã được chứng minh là hải sản bổ dưỡng cho cơ thể và có thể dùng để làm nhiều món ăn như rang me, hấp. Trên đây là thông tin về 3 loại ghẹ phổ biến bạn dễ bắt gặp ngoài chợ, hy vọng sẽ giúp bạn dễ lựa chọn cho gia đình hơn. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của thịt cua ghẹ. Đây là thức ăn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe chia sẻ. Mong rằng sẽ giúp anh, chị bạn bè cô chú bác coi đặng nâng cao kiến thức. Hãy nhấn đăng ký kênh, bấm nút like, share chia sẻ kênh Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe để nhiều người biết được các kiến thức này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị cô chú đã theo dõi nhé. Nhờ cô chú anh chị bấm đăng ký kênh dùm để cứu hộ em nhé.